Bà nói luôn kìa. Mẹ rượu hay đâu. Xin chào mọi người, mình là Tùng Maru. Và hiện tại thì ông Tiết Bạch Thảo đang quay cảnh mình phải tắm và nhiệt độ bây giờ hiện tại là khoảng 20 độ C đó, 20 hay 18 thì không biết nữa. Thì thì vừa tắm thác nè mọi người, vừa tắm thác nhé, nhiệt độ tầm 20 độ C mà về còn trời còn mưa nữa. Thì mọi người coi này, đứa nào nó chụp mưa nó chưa nè. Đây, vừa thấy đây. Đây. Đây, chắc rồi. Ủa, chị Phương, chị Phương ra đùa rồi thấy không? Nhắn nhí bây giờ. Trời ơi, đùa chặt quá. Đây, Dương quá. Chào mọi người, mình vẫn sống sót sau cơn tắm thác. Em vui lắm vì em được hủy cảnh tắm. Em vui lắm. Anh Lâm ơi, mà chắc là chút nữa, chắc là nhờ anh đạo diễn quay thêm cái cảnh mà tụi em tắm để cho mọi người biết cái tắm khổ của tụi em. Tại trời rất là lạnh, cho nên là mà mưa nữa nên là hết mưa mới có thể tiếp tục quay. Sau đó là mọi người chiêm ngưỡng được cặp giò của Tùng Maru. Anh ơi, giờ nhớ chỉnh màu nha. Em cũng rồi. Các bạn quay cho mọi người coi cái hát kìa. Dạ. Các bạn người có cái hát kìa. Thì mọi người coi cái hát đi coi phim đi. Cái hát là tiếng mập. Mọi người coi phim. Mọi người coi cái hát đó là thấy gì? Hát này quay ở ảo rồi. Mọi người có thể thấy là tụi mình tắm hát rất là vui vẻ. Ai cũng tự cười đặt trước nữa. Mà dưới là chuyện này nhiều lắm mọi người. Mọi người muốn biết thấy đó tên gì thì xem phim mà biết. Anh đạo diễn bảo là không có ai lên quay đâu nên là một cái chào đạo diễn. Em cũng còn vui lắm. Chào mọi người đi mà mọi người đang xem phim. Mọi người nhớ là ngày 16/11 này ra là cũng chiếu chưa đúng không? Chiếu rồi đúng không? Dự kiến là công chiếu. Dự kiến là ngày 16. Dự kiến công chiếu là ngày 16/11 trên toàn quốc nha. Trên toàn quốc nha mọi người. Bye bye. Yeah.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.